Các bác ơi, hôm nay em lại bán con chéo 8 màu đỏ đun cho bác khách Hoàn Nội. Này là xe bố em chơi hay đi thể dục, nhưng mà bây giờ nhiều bác khách hỏi đỏ đun quá thì đành phải mang con này từ trên tầng xuống để bán cho các bác đấy. Bây giờ còn duy nhất một con chéo 8 đỏ đun nữa thôi. Con này đẹp các bác ạ, bán luôn. Đây là xe bố em cửa hàng với rất nhiều xe các bác ạ. Không, cháu quay cái tí video hàng về còn chưa có thời gian lắp. Các bác ơi, em lại tiếp tục bán có một con xanh Coban cho bác khách Hà Nội các bác ạ. Ngoài ra nhà em vẫn còn rất nhiều xanh Coban. Hiện tại cửa hàng là còn mới bán một con Coban xong, sáng nay thì còn 4 con Coban nữa các bác ạ. Hàng dạo này nhà em về rất nhiều Coban để phục vụ các bác. Các bác cứ vào trực tiếp tại cửa hàng là sẽ mua được xe. Em chưa có thời gian quay từng con nên em quay nhanh thế này để các bác xem. Địa chỉ cửa hàng nhà em thì ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Từ Bixi Thăng Long và về tới nhà em là 19 cây số. Các bác cứ alo cho em. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Bác nào mà có đam mê xe cổ, xe Peugeot thì các bác cứ liên hệ cho em. Vì chỉ có cửa hàng thì em mới đáp ứng được nhu cầu mua xe đẹp của các bác. Vì là toàn hàng tuyển rồi các bác ạ, các bác cứ yên tâm.